giấy này đấy, thì kể cả hoa giấy ta hay là hoa giấy Thái hay là hoa giấy chúng ta đã nhập về Hải Phòng rồi, thì tôi được biết rằng là nó ra hoa không phải là, tất nhiên nó cũng có cái mùa chính là cái mùa tầm giữa mùa thu ấy, còn bây giờ là đầu xuân. Có những cây cạnh tôi đây là có rất nhiều hoa đúng không? Thế nhưng mà có những cây thì nó chỉ có lá thôi. Bởi vì cái cây này gần trước đây trong Tết là nó ra hoa, những cây kia thì nó không ra, nên là thường hoa giấy nó cứ ra hết một lượt, nó nghỉ một chút thì nó lại ra. Nên là nhiều lúc mà còn cái vào cái mùa mà cuối thu ấy, ở giữa thu ấy, thì là gần như cây nào lúc đấy nó cũng ra hoa. Còn là vào những cái mùa này thì nó sẽ ra, có lúc có cây ra, có cây không ra. Chứ không, thế nên người ta mới nói là hoa giấy ra hoa quanh năm, là vì nó cứ hết đợt hoa cái thì nó lại ra. Đấy, ví dụ như một số cây ươm ở dưới này thôi, cái nhỏ thôi. Ví dụ như cây này là cây đổi màu Ấn Độ này. Đấy. Ví dụ kêu đổi màu Ấn Độ là hoa nó rất là lạ. Đây có cái bông hoa nó như này. Đây là cái cây này cành dâm thôi, nó vừa mới sống thôi. Thế nhưng mà có những cây thì nó không có hoa. Còn lại một số cây đấy nó cũng xây thì nó ra nhiều hoa, cây nó cũng ra hoa, là vì là nó mùa này thì nó ra hoa không đồng đều, nghĩa là trước Tết ấy, cây nào nó nghỉ sớm ấy, thì hôm nay nó ra, còn có cây nó nghỉ muộn quá thì hoa nó ra gần sát Tết ấy, thì hôm nay nó chưa ra kịp, mà nó cứ ra nó có thể không đồng đều như là vào mùa giữa thu. Mùa giữa thu là mùa chính của hoa giấy, còn lại hoa giấy ra hoa quanh năm. Và nhiều lúc là nhiều người ta bảo là vườn tôi không có mấy cây có hoa, mà vừa già thì ta vẫn có hoa, là vì cái thời điểm ra hoa nó không trùng nhau.